Bách để có được sự thanh bình như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu những người lính đã phải nằm xuống, và đặc biệt đó là những người lính từ quốc gia xa xôi, quốc gia xa vời, đó là America, những người lính Mỹ. Bãi biển này chắc chắn sẽ gây cho chúng ta những sự suy nghĩ về một thời đặc biệt của đại nhị thế chiến, những ngày đê đầy.